Ok, số 2. Cái này em vào cho cô xem nào. A, dên ôm này. A, nó hơi khác tiếng Việt của chị. A là tiếng gì? Tiếng Việt, tiếng Anh. A, đúng rồi. Và O là gì ạ? Oi, đúng không? Cô lấy ví dụ quá quen thuộc, đây là thằng gì? Mai, đúng không? Thằng này có bạn đọc thế nào? Hả? Wait. A, E, A. Có eight. Wait. Đúng chưa? Oi em gì đấy? Oi. Vậy cô có? Boy. Đúng chưa? Âm số 2. Ừ. Cũng theo nguyên tắc nhá. Ear. Ear. Đúng chưa? Tiếp theo. Ear. Ai có âm được? Không ra được đâu. Ear. Có được anh. Ear. Và cu ơ. Ok. Âm gì đây? I'm here. Ok, I'm here. My gì? My hair. Ok chưa? Đó, my hair. Và đây có gì vậy? Tourist. Đó, tourist. Ok chưa? Và âm cuối cùng đó là âm u. Vậy cô có a, u, ao. Vậy cô có gì? House. Ok, không được hâu nha. House. Và ơ u gì? O. Đây. Phải không? No. Go. Đó, xin mời. I. I. Oi. Ear. Ear. Ear.